Bên trong tàu tuần tra đề án 22160 phù hợp với Hải quân Việt Nam. Loại tàu tuần tra cỡ lớn vừa mới được Hải quân Nga cho nhập biên hồi năm 2018, rất phù hợp cho biên chế của Hải quân Việt Nam với nhiều cải tiến, thậm chí còn ăn tiền hơn cả lớp tàu Gepa. Tàu tuần tra đề án 22160 là một trong những lớp tàu chiến mới nhất của Hải quân Nga. Những tàu đề án 22160 chỉ vừa mới được Hải quân Nga cho nhập biên từ năm 2018 tới nay. Một trong những điểm cải tiến lớn của tàu tuần tra đề án 22160 so với tàu hộ vệ Gepa mà Việt Nam đang sử dụng, đó là nó được trang bị sẵn các nhà chứa trực thăng có cửa đóng ngay từ đầu. Cải biên này giúp các trực thăng KA-27 hoặc KA-226 khi được biên chế lên tàu tuần tra đề án 22160 sẽ không phải phơi mưa phơi nắng ngoài biển trong suốt hải trình, tránh việc trực thăng bị ăn mòn. Bên trong tàu có thiết kế khá hiện đại và khoa học. Hệ thống neo cùng dây cáp trên tàu có cấu tạo khá phức tạp theo kiểu cũ thay vì dùng tên máy. Đây cũng được coi là một trong những tàu đầu tiên của Hải quân Nga được thi công theo công nghệ đóng tàu mô-đun. Phía sau của tàu đề án 22160 khi nhìn từ phía bên ngoài. Nhà chứa trực thăng trên tàu đề án 22160 có thiết kế rất hợp lý cùng cửa đóng được, khác hoàn toàn so với nhà chứa hành thang trên tàu Gepa. Xuồng cao tốc phục vụ tuần tra được trang bị trên tàu đề án 22160 của Hải quân Nga. Hình ảnh hiếm hoi bên trong boong điều khiển của tàu đề án 22160. Hải quân Nga dự kiến sẽ đóng tổng cộng 6 tàu loại này. Hiện tại, 2 chiếc đã phục vụ trong biên chế Hải quân Nga. Một chiếc khác đã được hạ thủy và 3 chiếc khác đang được đóng mới. Toàn bộ 6 tàu này đều được Nga biên chế vào hạm đội Biển Đen. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.